tái cá rồi, chuẩn bị mình làm chả cá nè các bạn. Đây chả cá để mình rồi đặng mình làm bún chả cá nha các bạn ơi. Đó. Đây những con cá này nha, mà cá này xương lắm nha, nhưng bây giờ là làm bún chả cá thì rất ngon lắm nè. Rồi là những cái miếng cá này mình để mình làm chả nha các bạn nè. Đó, bự chưa, còn khoảng 600g nha, mấy con này còn 600g cho nha. Rồi thái xong rồi cái xương á là để mình nấu nước lèo ha, cho nó ngọt nước, còn cái thịt mình làm chả. Tận dụng cái xương để khỏi mua xương cho nó, mình tận dụng cái xương mình nấu nước ngọt luôn. Vậy kế hoạch bữa nay mình sẽ làm cái món bún chả cá nha các bạn. Bún chả cá mè Vinh. Mình lóc ra rồi nè ha. Dạ mình nó đã lóc cái này ra mình làm chả nha. Như các bạn thấy gì không? Cái da nè, da mình để luôn vậy nha. Làm để như vậy còn bầm ra là nó dai thêm nữa nha. Rồi khi mình làm chả nó sẽ dai nó ngon hơn nha. Còn qua đây nữa các bạn. Đây là một rổ cá xương nha, xương cá nha. Ngày mai mình sẽ nấu, ở dạng là mình sẽ nấu vào, mình sẽ nấu nó luôn là mình sử dụng cái nước ngọt của nó nha các bạn. Để mình tăng cái độ ngọt cho cái nồi nước nước bún của mình nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một món ăn nha các bạn. Đó là bún chả cá mè Vinh nha các bạn. Nhưng mình làm chả cá mè Vinh này thì mình phải để cho cá chả cá nó ngon á. Mình băm thêm thịt heo ha, và mỡ sắc hạt lựu ha. Rồi bên đây là cái phần này là phần cá mè Vinh xương ngày hôm qua mình lóc ra nè, 6 kg cá mình lóc ra thì còn được 2 kg thịt ha. Còn cái phần xương này là mình đã chần qua nước sôi rồi các bạn đó, có chung là nó chín sơ rồi đó, để cho nó không có, khi mình nấu mình lấy nước ngọt á, con nước ngọt nó không bị tanh các bạn. Rồi qua đây là cái phần nước dừa mình để một chút mình làm mình nấu bún các bạn ơi. Mình nấu nguyên liệu mình làm bún chan bún ăn ha. Còn đây là củ hành tím nha. Củ hành tím mình để bỏ vô mình cho nó thơm á ha. Còn củ sắn này bỏ vô nồi nước dùng luôn là mình sắc nha. Bỏ nồi nước dùng cho nó ngọt nha. Còn cái này bắp cải trắng này là với rau gác này là mình ăn chung ăn kèm theo với bún nha các bạn. Còn hành tây này cũng vậy nha các bạn ơi. Bây giờ là ba những cái nguyên liệu mình mới giới thiệu nãy ha. Bây giờ có chả cá nè, mỡ heo nè, thịt nè, hành lá nè và bột ngọt ha, mình nêm vô ha. Rồi tiêu ha, tiêu xay nha các bạn. Đó. Mình bỏ vô, giờ mình nhồi nha các bạn ơi. Đó. Đó. Mình nhồi cho nó đều thiệt là đều quá nha. Vậy thì cái miếng mà ở cái miếng chả mình nó mới ngon nha. Ồ, các bạn thấy màu hấp dẫn chưa? Đó, chả cá này mình đã lóc chiều hôm qua rồi bỏ tủ lạnh. Nó lạnh rồi giờ mà cảm giác là nó dẻo lắm nha. Bảo đảm là chả này chắc sẽ rất là dẻo và dai. Đây, bây giờ cái chả cá mình cũng có để muối rồi ha, bột ngọt, tiêu rồi cắm ha. Về thêm ớt nó cho nó đẹp các bạn. Ớt này ớt không có cay nha. Đó, mình cứ nhồi hoài đó. Nhồi thật là nhiều vô cho nó thiệt đều vô ha. Đó. Rồi, cả nhà mình ơi. Cái này là phần chả cá mình đang chiên nha các bạn. Chả cá hồi nãy là mình nhồi cho nó đều ha. Cho nó dai vậy đó ha. Bây giờ mình đem vô mình chiên nha. Đó, mình chiên mình chiên làm hai phần, một phần là mình chiên. Đây, qua đây là một phần mình luộc nha. Mình luộc. Thay vì mình hấp cũng được nha, nhưng mà thôi mình luộc có nước ngọt nó ra vô cái nồi nước súp mình luôn. Đó, là cái phần nước này là lát mình lượt ra lại. mình làm nước lèo ăn bún nha các bạn. Lượt lại, mình hết quạt hoài rồi cái nước nó khỏi trong rồi. Đó. Hấp dẫn như cả nhà ơi, nó một đòn như một đòn bánh tét bự vậy nha. Làm hai loại nha, chả chiên, chả luộc. Cái này chả chiên, chả luộc ha.
hấp thì cũng được. Đâu qua đây tới phần gì nữa đây? Cái này mình làm nước chấm nha. Cái nước chấm này là khóm không? Khóm này. Không, cái này là đường, có đường chảy đó. Rồi, nhìn tới khóm đó. Rồi. Đường chảy của mình ha. Cái mình với nước mắm nè. Mình nấu hai thứ này nè, nấu cho nó sánh lại, cho nó sánh lại. Nó sánh xong rồi mình mới bỏ cái ớt bằm nhuyễn này vô, rồi mình làm cái nước chấm cho cái món chả cá của mình đó, bún chả cá mình ha. Rồi vậy thôi. Cái này bún chả cá mè Vinh nè các bạn ơi. Đó. Rồi vậy đó. Chào lại gia đình mình nha. Con chào ông bà cô bác. Con chào ông bà cô bác. Hôm nay là một bữa ăn đặc biệt của gia đình mình nha các bạn ơi. Ngày hôm qua thì mình chài được một mớ cá mà Vinh khá khá nha. Chỉ một chài duy nhất thôi nha cả nhà. Và hôm nay thì mình sẽ có chỉ một chài thôi, mình đã có một bữa ăn rất là thịnh soạn nha. Hôm nay mình sẽ là ăn bún chả cá mè Vinh nha các bạn. Cái trong cá mè Vinh này mình có thịt bằm nè, rồi có thêm mỡ heo nữa nha. Vậy cho ăn nó ngon, nó thơm, nó béo thì hơn nữa nghe mọi người. Thì hôm nay thì mình có một tô bún như vậy nha. Mình review sơ cái này cái nha. Thì đây là chả cá mình, phần mình luộc nha các bạn. Phần này luộc, còn phần này thì chiên. Một loại thôi nhưng mà làm hai chế biến thành hai cách, nó sẽ có ra hai hương vị khác nhau nha. Còn đây là bún mình nha. Còn cái phần gia vị rau ngò rồi ha, cho nó thơm ha. Đây cái hành phi, đây mình thích ăn hành phi nhiều thì mình gấp cho thêm cái nữa. Đó, hành phi nhiều một chút nha. Đây ngò gí hành luôn ha. Đó, gấp thêm. Rồi. Đây là một mớ rau nha. Rau. Đây phần giới thiệu rau luôn nha. À, cái này là cải nha, cải gì cải cái xà lách lụa. À đúng rồi, cải xà lách. Thì rau thơm nha cả nhà ơi. Giá nè. Còn đây là hành tây nha. Món này không thiếu rau thơm được nha cả nhà. Cái này nó ngon quá. Một miếng nước thôi là nó ngon tuyệt vời nha cả nhà ơi. Nói chung là cái nước xương á, nước xương của cá mình lóc ra rồi á là mình không có bỏ nha, mình lấy mình hầm đó mình nấu lấy nước luôn nha. Đây tới review chén nước mắm nè. Nhà thấy không? Nè. Nó sống sánh sành sạch ha. Cái màu rất là tuyệt vời ha. Nấu bằng đường chảy với lại nước mắm nha cả nhà. Đây, mình nhìn thấy là hấp dẫn rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ chan vô nha. Mình chan vô cái tô bún của mình nha cả mọi người. Tuyệt vời sao đâu. Bắt đầu bây giờ mình trộn lên nha. Hấp dẫn. Ngon lắm. Hai đứa ăn đi con, hai đứa ăn đi. Hai đứa thôi, hai đứa ăn đi. Ăn đi rồi lát cho Niu cảm nghĩ rồi mẹ nấu ngon không. Nhưng mà tuyệt vời lắm rồi, thấy ngon lắm rồi. Nói chung là những cái con cá đơn sơ đó nó đơn giản lắm nha. Nhưng mà qua cái bàn tay chế biến của người đầu bếp đó thì mình lại có một món ngon nha mọi người. Vậy thôi mời cả nhà nha. Chả cá dai dai á, ngon. Ngon lắm cả mọi người. Mời nha. Nói nữa nó ngon, nó thơm nữa nha. Nhà có mỡ heo với thịt heo bằm vô chung ha. Nhờ nó đánh thức vị ngon của nhau nha mọi người. Mời cả nhà nha. Con mời cả nhà ăn chả cá. Con mời cả nhà ăn chả cá. Ngon. Miếng chả cá chiên này nó thơm nha, nó thơm lắm nha. Nó còn dai dai nữa. Nó dai, dai thì đương nhiên rồi. Rất là dai nha. Ngon ghê. Bữa nay mình có một bữa ăn tuyệt vời cả nhà. Nó ngon à. Nói chung là mấy ký cá là mình mới ra bầm được ha, mình làm được 2 ký thịt thôi. Gần 6 ký cá ha, gần 6 ký cho 5 ký rưỡi đi. Bầm còn có 2 ký thôi. Rất ngon nha mọi người. Mình ăn mình mới review một miếng chả cá chiên rồi ha. Bây giờ có chả cá đã luộc nha. Cái chả cá này á các bạn có thể luộc và cũng có thể hấp nha.
nước chấm nó chua chua cay cay ngon. Chua cay ngọt thơm. Chấm với cái này đúng không? Được rồi nha. Luộc ngon hơn chiên không? À, cái chiên á có mùi á hấp dẫn hơn. Cái này á không thơm bằng, nhưng mà cảm nhận cái vị ngọt. Vị ngọt béo. Thấy những cái gân trắng trắng này là cục mỡ đó. Anh cắn ngay cần cục mỡ không? Mình cắn vô con ngay cục mỡ rồi nó cảm giác nó béo lên liền nha các mọi người. Giờ mình thêm một miếng nữa kìa. Miếng này vừa đi tiếp tục nha. Ngon tuyệt vời nha cả nhà ơi. Đó, nó cho cái nước, cái loại nước chấm là nó chảy xuống như mực ong nè ha. Ăn miếng hầm xương. Đó, nhiễu nhiễu như mực ong không? Chắc ngon. Ngon. Béo không? Thầy đứa lấy tương ớt, không chấm tương ớt luôn hả? Không có. Dạ có. Nó vàng như mực ong nha mọi người. Ngon. Tiếp tục mọi người. Ăn một miếng cá. Ăn một miếng bún. Xong mình húp miếng nước ha. Ngon. Ngon. Ăn này phải bỏ nón ra luôn mấy mọi người, ngon quá. Gia đình mình đây bây giờ tới cái mùa nước nổi rồi đó, nói chung là cá nhiều lắm nha, cá trắng mình nhiều lắm, đặc biệt là cá mè Vinh nha mọi người, nên làm thử một món bún như mình thử ăn nha cả nhà, thấy tuyệt vời lắm nha. Rồi mời cả nhà mình nha. Nó màu nước rồi nó trong, nói chung là thanh đạm mà ngon. Hấp đúng hả? Dạ. Ăn cá cá không đi. Thái à. Thầy cứ ăn cả cá không được không? Thấy là làm nhiều quá hai đứa sợ ăn hết mà lần đứa cũng to rồi. Ngủ ha. Cái nước chấm thì ngon rồi. Hai đứa mình ăn cá hấp hết không? Cá luộc hả? Ngon quá mọi người. Cái này nhà mình ăn cái này thay cơm á. Cái này thích cái nào không? Cái này mình hết cái chân. À mọi người ơi, cả nhà mình ha, tất cả ai đã có từng xem clip của mình rồi đó, hôm nay có xem lại, gặp có duyên mình gặp lại qua clip này á, thì mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình với nghe, cho mình một like, một share, một lần đăng ký nha các bạn ơi, mình cảm ơn rất nhiều nghe, để cho kênh mình có thể phát triển thêm nha các bạn ơi. Yêu cầu các bạn để lại bình luận rồi mình sẽ ra qua nhà các bạn ghé thăm và đăng ký tất cả đầy đủ, bấm chuông cho các bạn luôn nha. Nói chung là cộng đồng YouTube mình làm cùng nghề YouTube nhau thì các bạn ủng hộ mình thì mình ủng hộ lại hết mình nha. Và ở đây mình cũng gửi lời các bạn đã xem mà clip và ủng hộ mình rất nhiều trong thời gian qua các bạn ơi. Mọi người thấy bình luận của Hải Vlog ông là mình đã đăng ký kênh ủng hộ hết rồi, bấm chuông nào luôn, like đầy đủ nha cả nhà mình ơi. Tại công việc của mình cũng hơi nhiều màn vườn các bạn, cho nên các bạn thấy mình đăng clip lên, nhưng mà có thể mình trong khoảng thời gian đó mình đã đi làm rồi, mình không có nhà, là không kịp thời trả lời tin nhắn hay bình luận gì của các bạn, thì mong các bạn cũng thông cảm nha.
tối mình về cỡ 6 mấy 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ tới 11, 12 giờ luôn ha. Là khoảng thời gian đó là mình tập trung mình trả lời tin nhắn và nói chung là tặng quà lại cho các kênh của các bạn nha. Rồi xin cảm ơn rất nhiều các bạn ơi. Thôi bây giờ tới đây mình sẽ tiếp tục, mình sẽ mời cả nhà ăn miếng chả nữa nha. Nói chung là nó no rồi đó, ăn rồi nha. Giờ một tô bự quá mà ăn còn ít à, no lắm rồi các bạn ơi. Nói chung món chả cá, bún chả cá này ngon à. Ăn chút một hồi luôn. Lâu lâu qua đổi món cho gia đình mà. Cơm quạt cũng ngán à. Hai đứa con gái mình ăn nhanh mới hết rồi đó. Mình lo nó chỉ nhiều quá. Không ăn nữa đi. No. No không được con. Rồi các bạn ơi, tới đây clip của Hải chắc tạm dừng đó. Rồi mình rất là cảm ơn tất cả mọi người ha, đã nhín chút thời gian xem clip của mình nha. Rồi tới đây mình nói lời tạm biệt. Xin mọi người tiếp tục ủng hộ kênh của nhà gia đình Hải nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi tạm biệt mọi người nha. Tạm biệt cả nhà. Con chào ông bà cô bác. Tạm biệt ông bà cô bác.